ông bố nào sẽ là ông bố đến đầu tiên? Nicky cũng rất là băn khoăn đây. Rồi, chơi nha. 3 vòng ạ. Nhanh 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 nhanh. Nani? Ba mẹ yêu thương nên con phải chăm học. Mai sau thành người thông minh. Nó lộn mà đâu có gì đâu em. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Thử thách lớp thôi. Từ nay con sẽ lớn khôn. Bước đi trong gai còn nhiều phía trước. Và con sẽ không buồn đâu. Có mẹ luôn là người dẫn. Tay này thì bên nào? À, bên này. Mạnh mẽ như vậy dạ, cái này trước đúng không? Cái này trước đúng không? Chỉ mẹ với. À, tay này là tay này là chân con cái. À, tay này là chân nào con? Tay này là chân nào? À, tay này là chân dạ, này. Tay kia là chân kia đúng không? Tay này là chân nào con? Chân kia. Ok rồi. Mẹ hiểu rồi, xong rồi tiếp tục là động tác gì nữa? Làm cái đó xong rồi tới động tác gì nữa? Một chút nữa thôi, mình làm sao một xíu được không? Mình làm giống vậy được không? Một xíu giống như mẹ như mày nói á. Rồi ba với mẹ làm thử con coi nha. Không phải luôn hả? Chứ sao con? Ai vậy á hả? À, mạnh lên, mạnh mẽ là phải mạnh lên vậy phải không? Ok rồi. Đẹp ghê. Không chứ phải làm thế. Nina, somebody say something. Đẹp ghê. Sao mà phớt? Cặp đôi đang rất nước còn đúng rồi, tôi đó thiệt luôn. Tôi còn mê thôi. Tôi còn mê thôi. It's hard to say, the pattern is so hard to tell, but we're together, that's all. Trời, không phải hôn má thì mọi người hôn môi. Bạo quá, bạo. Bạo quá. Tôi chỉ nghĩ là hôn má thôi. Đón xem tập 10 Thử thách lớn khôn mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 thứ sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023.